Xin chào bà cô chú. Xin chào bà chú. Xin chào cả nhà. Bữa nay trời nắng cả nhà ơi, trời nắng ra ngoài ban công ngồi ăn. Hồi nãy đi chợ thằng con trai tính về mình làm đồ ăn mà nó đòi ăn gà nướng, mua nguyên con gà nướng về thôi rồi khỏi làm đồ ăn luôn cả nhà ơi. Như vậy là ăn luôn. À, bà cho ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cái gì? Dính nè. Dắt thúi, bà dắt mời, đây cái cầm bà con chú ơi. Cho dắt miếng như đeo. Con ăn chicken. Ừ, mẹ xé ra. Con ăn chicken. Gà mà tay nó nướng sẵn cả nhà. Mua nguyên con về nó ăn luôn. Rồi xong rồi nó đòi ăn rồi khỏi cần làm đồ ăn luôn. Khỏi làm đồ ăn cho mất công. Nè. Đưa chén vô. Gà này ăn mau ngán lắm cả nhà ơi. Tại gà Mỹ, gà mà gà công nghiệp á, kiểu mà mềm mềm á. Mình nó quá cạp xương thôi chứ ở thịt nạc rồi mấy cha con ăn thôi. Mới ra trời nắng ngồi ở ngoài á, con ruồi nó nhiều quá không? Mẹ không có ăn gà hả? Có. Hai đứa ăn nhiều vô đi. Con ừ. Anh dắt cặp vô đeo ha. Bữa cô mụ tới, cô mụ nói hả phải cho em tập ăn vô đeo, ăn này kia nọ. Anh tập ăn cục cơ. Cho nó cắn, cho cái núi nó cứng. Cái da này cả nhà. You cannot put your chops. Mình phải xé để cho mấy cha con cái thịt nạc cho ăn. Ô má ơi. Phải dùng tay thôi cả nhà ơi. Dùng tay xé thôi. Sao Doanh rất đũa vậy con? Nghe cha dĩ ơi sao rất mạnh. Get it with your hand. Doanh ăn thịt vô, cầm ăn nhiều vô. Nãy con đòi mua đó, con phải ăn nhiều vô cho mẹ. Nè thịt nhiều lắm nè, mấy đứa ăn đi, ăn nhiều vô. Ba đó cũng ăn ức gà không cả nhà ơi. Bắp đi, nhớ bắp đi. Sister. Ui, em cạp tới đâu rồi? Ôi, cái gì vậy? Kỹ hả? Nè. Bia về xìa. Nè, nè. Cái này nhỏ quá trời, em nút vô luôn. Bia về xìa. Good cat. Biết rồi sao chứ em. Xem bà làm kiểu gì cả. Bà? Biết làm kiểu gì cả. Nhưng mà phải đưa cái miếng bự á. Miếng nhỏ là em cạp em nuốt vô luôn á cả nhà. Mẹ bà nói cái đó bự quá. Bự mà em mới cầm em mới không nuốt vô. Mà bà nói bự quá phải đeo nhỏ hơn. Thôi được. Được rồi. Con đưa nhỏ em nuốt vô luôn rồi xong. Vì lưu vinh nhìn nhạc kìa. Được rồi. Được rồi. Chết nó. Quay mọi lần. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Quay mọi lần. Chết rồi. Chết rồi. Yeah. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi.
Let's do it. Ngồi đi ngồi bà. Ba nói cái này nè. Nhắc ơi. Thôi em ăn gà. Nè, em ăn thịt. Nhắc ơi. Nhắc ơi. Anh thấy có màn sắc cho hơi sắc. Nhắc ơi. Nè, nè. Nhắc ơi. Mà nói chuyện tình như thế này. Giờ vừa vô con chẳng. Trời ơi, em kéo tay rồi cả nhà ơi. Nói ông bà cô chú ơi, em ăn không? Em ăn em rồi ăn không kịp nè. Vô anh phải ăn nhiều vô nha. Vậy do nó người đòi. Ừ, anh đòi mua á. Em phải ăn hết cho mẹ. Cho vô ăn hết. Tại do nó đòi. Tại con đòi mua. Ai muốn ăn gà của mẹ mà do nó đòi. Mình nó bỏ đồ ra mình tính nấu đồ ăn rồi. Vậy đi lại lại mua gà nó nói nó muốn ăn gà thôi. Vậy khỏi nấu luôn. Bỏ ra ăn luôn. Okay. Ăn sao hết ta? Nó ăn được. Còn cho miệng không? Em cắn em được cả nhà. Nó còn cho miệng không? Đúng rồi, cưa cả nè, này tới cho. Mía. Mía. Ăn nhiều nhiều vô đi. Để gà đâu? Mình chỉ có ăn xương thôi, cả nhà cặp xương nè nó. Nghe để gà. Lại đúng không? Papa cần giá cao từ đỉnh. Ở chùa. Bữa nay trời nắng rồi cả nhà. Trời nắng nguyên tuần á. Trời nắng tới cuối tuần luôn. Phải sâu hơi rồi. 20 mấy độ cả nhà, 24, 25 tới cuối tuần là 28, 29 độ. I'm having a feast. Tuần tới mấy đứa nhỏ đi học rồi cả nhà. Thứ hai phải lắm đúng không? Thứ hai đi học rồi. Thứ hai chơi ngày chơi thêm vài bữa nữa. Sao mẹ có chơi không? Chơi có mấy ngày học nữa. Cái này đâu đâu mua ăn lần thôi cả nhà. Tại nó gà công nghiệp á. Thịt không à? Ăn mau ngán lắm cả nhà. Tay thì thích ăn thôi. Còn mình ăn mau ngán. Nó không có dai á, rồi nó thịt nhiều quá. Còn nhiều thịt quá. Nè, thịt nữa nè. Papa. Mày cứ sợ không hết, mày ép chứ. Mấy cha con ăn cho hết. Ủa nhà ra tôm mất không? Cà chua không con? Bà hả? Bà hả? Nè, má mà cho dắt nha. Cái gà. Bà
Why not dip in chicken? Em nói ba 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 ba. Like this? Pop. The chicken. I'm doing the rice. The chicken. Okay. Bây giờ hai dắt ngồi ngồi ăn chung luôn nè ông bà cô chú ơi. Nên ăn nhiều nhiều chứ. Trời nắng á, trời nắng mùa hè ha, nó ưa có mấy con ruồi này kia nọ cả nhà, có con ong. Ừ. Sao đấy là tôi bảo ngồi ngoài nó hửi mùi ăn nó bay tới á. Nó diệt đi. Đi. Chưa chuẩn gì. Mới làm hư cả được không? Mới làm hư cả. Ổng hư gì? Hư. Đột ra cho con hả? Ừ. Con Việt Nam đại Tây nói chuyện ngộ cả nhà. Nó kêu mẹ làm lột ra cho đó, nó không nói nữa. Mẹ làm hư cái gà được không? Ông bà con chú có nghe, ông bà con chú có hiểu được không? Ăn để vô. Thế xong rồi nó kêu, nó nhờ mình nó lấy cái gì cho nó, mẹ biết lấy cái đó cho con không? Mẹ làm hút gì nè. Chết ra đây một xé ra luôn hả? Bi. Ủa con mèo nó tới hả? Chứ bi. Không sao đâu con. Bi à. Bi. Mấy con ong á, ở mùa hè nó ở ngoài nó có bông có hoa, nó hửi được mùi nó bay tới cả nhà. Ngon quá ông bà cô chú ơi. Ai dắt ăn ngon quá ông bà cô chú ơi. Hey kissing sir. Jessica cực kỳ sợ mèo luôn cả nhà. Sợ con gì cũng sợ mà sợ con mèo. Con mèo mà đợi gần nó hay là nó đi ngang mà nó thấy con mèo là nó không dám bước. Con mèo hàng xóm nó thấy đang ăn chắc có nó hửi được mùi gà mùi gì nó đi tới nè cả nhà. Coi nó con mèo này nó dạng ghê không. Gặp mấy con mà ha, người ta không quen, người ta đi, người ta thấy người ta đâu có lợi gần đâu. Còn con mèo này ha, nó dạng thấy sợ luôn á. Nó cứ tới nhà mình miết à. Ở đây mèo đâu có được cho nó ăn bậy bạ đâu cả nhà. Mình mà cho ăn nó bậy bạ người ta biết người ta ha, nó mà có bị gì ha. Thật chết á cả nhà. Coi chừng nó vô nhà mình á. Thì không đang qua đi chứ sao. Ông bỏ giờ đấy. Cho năng để vô. Okay,
con mà ăn xong rồi cả nhà ơi, video mình quay tới đây thôi cả nhà ơi. Tự nhiên con mèo tới ha, làm mấy đứa nhỏ sợ quá trời cả nhà. Xong rồi ha, video mình kết thúc ở đây. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye.